Tôi đi câu cá, tôi là I. Cô ấy đi mua sắm, cô ấy là she. Họ đi bơi, họ là they. Bây giờ đọc ba câu trên thì chúng ta cần phải có cấu trúc sau đây, đó là chủ ngữ cộng với động từ go. Nếu chủ ngữ là I, you, we, they, hoặc là cộng với goes, nếu chủ ngữ là he, she, it, và phía sau là một động từ thêm in. Cấu trúc này mình dịch đó là ai đó đi đâu. Quay lại câu thứ nhất là tôi đi câu cá, cái từ go ở đây là đi, I go. Câu cá là động từ fish, mình thêm in vào, sau go là động từ thêm in, I go fishing. Cô ấy đi, cô ấy là he, she, it, là mình dùng goes, thêm s vào, she goes. She goes đi mua sắm là shop. Mình gấp đôi chữ b phở lên, sau đó mình thêm in vào, she goes shopping. Họ đi bơi, they, I, you, we, they là dùng go. They go, bơi là swim. Gấp đôi chữ